Có ai bị mê cái kiểu cuốn cuốn rồi chấm chấm không? Ngộ lắm nha, ăn riêng thì nó không ngon mà cứ cuốn vô vậy là thấy dính dữ lắm. Chiều hôm nay thì cô Tám lên chơi rồi ngủ ở lại đây luôn. Bởi vì là em đã rủ rê và dụ dỗ được cô Tám hả đi du lịch chữa lành mấy chị ơi. Mà mấy nay trời cứ mưa mưa miết à. Vậy nên là em cũng thèm cái gì đó mà nướng nướng á mấy bà. Sáng đi chợ thấy cô kia bán mớ lá lốt ngon quá, vậy là phải vòng qua mua thêm ít thịt bò xay với lại thịt heo xay. Thịt heo thì em sẽ dùng nửa nạc nửa mỡ, đừng cho cái cuốn của mình nó không có bị khô. Trong này thì em cho một ít hành phi nè, tỏi băm với ớt, rồi nêm vô đây ít đồ nêm, muối, đường, bột ngọt, bột nêm cho nó có vị sẵn á. Lá lốt thì em cắt một phần nhuyễn nhuyễn để mà bóp chung với trong này luôn. Món này thì chỗ mấy chị kêu là món gì, còn với em thì hay kêu là bò nướng lá lốt. Còn nếu mà đi ăn tiệm thì em nghe người ta kêu là bò lụi, phải không mấy bà? Thường thì em ăn ở ngoài em thấy không có thịt thà gì trơn á, nên là hay thích làm ở nhà. Mà ngộ hen, nếu mà cục thịt đem lụi vô xong mà nướng không thì nó khô khào à. Còn mà cứ bỏ vô cái lá như vậy, quấn nó lại, vậy mà đem lên nướng, cái thịt nó mềm, nó thơm mà nó ngon. Ăn cái món này xong không biết hồi đó ai phát hiện ra được hay ha, cái lá mà cuốn với thịt đem nướng ngon, vậy mà cũng biết nữa. Ê mà khoan mấy chị, tự nhiên tới cái khúc này cái em thắc mắc, ví dụ giờ mình thấy lá ổi, lá quýt, lá mít vô mình quấn thì ăn nó có ra mùi vị hay nó có ngon giống vậy không ta? Ê mấy bà nghĩ thử coi em có nên báo thử một chuyến không trời. Chiều mưa mưa mà mấy cái cuốn bò lụi thải lên trên cái bếp than, cái tự nhiên nó kêu xèo xèo bốc mùi thơm. Nhà mấy bà có ai xài cái bếp than cà ràng này không? Tính ra nhà em mà nướng cái gì là cứ auto xài cái bếp này. Biết sao không, nó giữ than được lâu mà nướng được nhiều lắm luôn mấy chị. Nhìn có ít than vậy thôi chứ nướng ra cả mâm này luôn á. Bò nướng này thì chấm tương ớt thôi cũng đã ngon, nhưng mà để ngon hơn thì mình phải có một cái mâm rau thiệt là nhiều rau với lại một tô mắm nêm vậy nè. Nếu mà bé bà chưa thử cái món này thì làm thử đi. Bò lụi mà ăn với lại bánh hỏi nè, chấm mắm nêm nè, kèm theo một ít rau sống, em nói thiệt ăn nó cuốn dữ dằn lắm. Có hai mẹ con mà làm cái gì múc quá trời chén nước chấm hả? Trời ơi trời, không có phải hai mẹ con em đâu, hai mẹ con em làm sao ăn hết cái mâm này. Nguyên đội ngũ nhân viên nhà em luôn mấy bà. Mà tính ra nha, làm nhân viên nhà em khỏe dữ lắm. Bán nước xong tối đêm nào cũng có đồ ăn nó trơi hết trọi á. Mà em nấu á, cho nên là nó cũng hên xui may rủi lắm. Bữa nào ngon á thì mấy chị thấy, còn bữa nào mà mấy chị không thấy thì kiểu như là cũng cố gắng mà ăn lấy ăn để vậy đó. Nhìn cô Tám ăn là mấy bà thấy ngon rồi chứ gì. Trời ơi, cô Tám là khen đáo khen để với cái món này luôn á. Nhìn cái thần thái gật gật là hiểu rồi hen mấy chị. Bánh khọt miền Tây mà lai lai thêm tí Vũng Tàu. Bữa nào mà mấy bà rảnh thì đổ ăn thử đi. Ngon nghe, xách cái giỏ dòng lẹ ra ngoài chợ mua giùm em mớ rau thiệt ngon. Bị gì cái bánh xèo hay là bánh khọt á mà không có rau á thì nó y như con thư mà không có báo gì đó. Nó lạ dữ lắm. Ăn vô cái là mấy bà thấy thiếu liền. Vậy nên là em chọn một mớ rau cải cho thiệt tươi thiệt ngon, rồi dòng qua đây thêm mớ rau ngò, rau thơm với lại là tía tô rồi gấp cá rồi mấy cái này là cái gì em cũng không biết tên nữa, nhưng mà ăn thì nó có mùi thơm, nó hình như đâu là húng cây húng lũi gì á, phải không mấy bà? Thường nha, dưới miền Tây mà ăn bánh xèo là hay có lá cách dữ lắm luôn. Em ra đây làm thêm vài lọn lá cách nữa cho nó đủ bài, rồi trở đá ngược vô trong chợ mua ít mực ít tôm với lại là mớ hến. Bữa nay thì em sẽ đổ bánh khọt với lại hến nè, tôm nè với lại mực. Thường thì người ta có đổ thêm cái gì ta, hình như là mấy chị có đổ thêm thịt tằm hay gì nữa. Chỗ mấy bà thì đổ bánh khọt thường làm như gì, còn bữa nay tại diễn thấy mớ mực ngon với tôm ngon, còn thấy cô này có bán thêm hến nữa nên là em quyết định mua luôn. Tôm hến với lại mực đem về em rửa sạch sơ chế xong rồi mực cắt ra, còn tôm thì mình cắt đầu cắt đuôi chia đều ra. Mấy bà cứ đường muối bột ngọt ướp đều vô em, thế là ướp đều vô trong mấy con tôm với lại mấy con mực với lại mấy con hến. Cái này thì em ướp theo bản năng thôi, là bản năng mình ăn mặn nhiều thì mình ướp nhiều. Em là em thấy có người thì sẽ đổ nguyên vậy luôn, bỏ vô trong cái bánh khọt cho nó tự chín chứ sẽ không có khử trước. Còn em thì em thích khử trước cho nó đậm gia vị, ăn cho nó ngon hơn. Mấy bà thấy ông trời phối hợp với em ghê không, thấy đổ bánh khọt cái ống mưa. Trời mưa lất phất mà ở trong này ngồi với cái bếp lửa nó ấm ấm. Trời ơi, ta nói đổ mớ mật vô trong mớ dầu khử tỏi lên nó thơm. Thiếu điểm bới tôi cơm, bới tôi cơm liền luôn vậy mấy bà. Còn tép này ha, mà có một trái dừa đổ vô một cái nữa làm tép rang dừa kèn. Đất ơi, trời mưa này cơm nóng nóng ha. Trời ơi, ta nói nó đã. Có bà nào đem thèm mấy món này không? Thèm khai thiệt đi mời nấu lên đãi với bà. Giờ em bỏ nó đó đi, em qua đem pha bột. Quân số nhà em thì hơi đông cho nên là em dùng lượt hai bịch bột bánh xèo. Mang tiếng là bánh khọt nhưng mà cái công thức chủ yếu của nó thì em làm từ bánh xèo. Nghe đồn ở đâu là cho trứng với lại là nước
nước gọi là có ga hoặc là kiểu như là có cồn như là BIAE đó thì nó sẽ giòn cái bột mình hơn. Cho nên là chuyến này em sẽ thử cho 2 cái trứng gà với lại 2 lon BIAE. Mấy bà còn biết cái cách nào mà cho nó bột nó giòn nữa không thì chỉ em với nghe. Đợt trước em đổ bánh xèo mà không có biết, xong một cái nghe mấy chị chỉ. Đợt này em áp dụng thử, cho thêm hành lá rồi dằn vô đây ít xí muối nữa. Vậy là mình khuấy đều cái bột lên, xong rồi để nó qua một bên cho nó nghỉ ngơi một hồi cho nó khỏe đi. Với cái sự bài tè le của em á thì hả em khoái màu mè dữ lắm. Em cho ở đây tới 3 màu lận, một cái màu của củ dền, cái màu của lá dứa với lại là hả màu của nghệ. Thường ở bánh khọt ở dưới miền Tây em á thì chỉ quét một cái lớp dầu mỏng ở dưới xong rồi đổ cái bánh thiệt là dày lên chứ không có phải đổ dầu nhiều vậy. Nhưng mà em á thì em thích ăn nó giòn cho nên nó hả là em chế dầu thiệt nhiều y chang cái bánh khọt mà đi Vũng Tàu mấy bà ăn gì đó. Ở ngoài nó sẽ giòn hơn à, cái bánh khọt á nó cũng sẽ ít bột nữa. Mà cái bánh ở dưới quê em hay đổ thì thường cho nhân á là sẽ cho nhân tôm hoặc là hả hến hay là thịt bằm. Còn ở đây em sẽ cho thêm nhân hải sản, đó là mấy con mực nữa. Nhìn nào thấy cái bột cũng hấp dẫn hen mấy chị. Giờ mình đậy cái nắp rồi mình bỏ qua đó đợi cho nó ăn hồi đi. Bánh mà vừa giòn tan nó chín đều á là em chế thêm tí nước cốt dừa lên đây nữa cho nó béo thiệt là béo luôn. Bởi vì là em đổ nhiều dầu cho nên là em phải để lên trên cho nó ráo dầu một cái rồi mới bắt đầu hở gấp ra dĩa. Như vậy á thì hồi ăn là sẽ không có ngán, bởi vì cái dầu nó rõ xuống dưới hết trơn rồi mấy chị. Còn ở trên á thì hả cái bánh bên ngoài giòn bên trên thì béo. Chắc chắn là phải kết hợp với một chén nước mắm thiệt là ngon nữa thì nó mới hết bài được. Ở đây thì tỏi ớt em đã xay sẵn rồi. Nhìn cái chén này bề ngoài em đen vậy thôi chứ em là nước mắm nha mấy chị, không phải nước tương. Sợ không giải thích mấy bà tưởng em ăn bánh khọt với nước tương nữa thì tội cái món bánh khọt dữ lắm. Một chén nước mắm á thì em cho vô đây tương đương là 1 chén nước, rồi 1 chén đường, thêm tô củ cải với củ sắn mà hả bào nhuyễn xong rồi ngâm với đường với giấm, nó xìu lại he, nó thấm đường với giấm chua chua ngọt ngọt, nó giòn giòn chèn chấm một cái là tao nó hết bài.